Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến về dự án luật khu kinh tế, khu công nghiệp. Tập đoàn Hòa Phát lợi nhuận tăng mạnh trong quý 3. Cần ngăn chặn tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề Minh Khai, huyện Văn Lâm. Cơ quan chuyên môn trả lời câu hỏi của doanh nghiệp về những trường hợp bị hủy tờ khai hải quan. Cuối chuyên mục là phóng sự doanh nghiệp với xu thế chuyển đổi công nghệ tự động hóa vào sản xuất. Sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về dự án luật khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm khắc phục các hạn chế trong phát triển loại hình này. Dự án luật được thực hiện theo hướng thúc đẩy phát triển các loại hình khu công nghiệp mới, khu kinh tế mới, khu chức năng mới trong khu kinh tế, xác định rõ trọng tâm phát triển và cơ chế chính sách vượt trội về hạ tầng, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và đầu tư trong khu công nghiệp. Bởi hiện nay, thể chế chính sách về khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn chưa đảm bảo tính ổn định, đồng bộ để phát huy vai trò của các khu kinh tế, khu công nghiệp. Dự án luật cũng đưa ra các nhóm chính sách bao gồm luật phương hướng xây dựng trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, điều kiện đầu tư hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, ưu đãi tại những địa bàn khó khăn, dự án đầu tư thực hiện liên kết giữa các khu công nghiệp. Lợi nhuận quý 3 của tập đoàn Hòa Phát tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với quý trước. Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đạt doanh thu gần 86.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 3.800 tỷ đồng. Doanh số các sản phẩm thép của tập đoàn tháng sau cao hơn tháng trước. Điều này cho thấy tín hiệu kinh tế tốt hơn càng về những tháng cuối năm. Thép là mặt hàng chủ lực của tập đoàn, đạt sản lượng sản xuất gần 5 triệu tấn qua 10 tháng đầu năm, chiếm 27,3% thị phần thép tiêu thụ cả nước. Hiện nay, tập đoàn cũng đang triển khai một số dự án như dự án đô thị, nhà ở và bất động sản, công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên. Do đơn giá xuống thấp, qua 10 tháng năm 2023, doanh thu tổng công ty Mai Hưng Yên giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 400 tỷ đồng. Không chỉ Mai Hưng Yên mà các doanh nghiệp gia công hàng may mặc tại Việt Nam đều giảm doanh thu. Nguyên nhân không phải do thiếu đơn hàng mà do đơn giá giảm. Cùng một sản phẩm may nhưng ở năm nay, đơn giá đối tác chào hàng đều thấp hơn từ 25 đến 30% so với những năm trước. Hiện tổng công ty May Hưng Yên đã ký đủ đơn hàng cho khoảng 2.000 công nhân đến giữa tháng 1 năm 2024. Chủ yếu là hàng giáp kết, váy, áo đờ bi xuất vào thị trường Mỹ, EU. Thu nhập bình quân năm 2023 ước đạt 9,5 triệu đồng một người trên tháng. Mặt khác, thị phần gia công hàng may mặc năm 2023 chứng kiến xu thế dịch chuyển lớn. Đó là những hàng đơn giản, may ít lớp chuyển sang các thị trường có giá nhân công rẻ như Bangladesh, Philippines, càng làm cho những doanh nghiệp may quy mô nhỏ tại Việt Nam gặp khó khăn nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, từ mấy chục năm qua, bãi rác thải tự phát tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm ùn ứ chất đống thành núi rác, làm chậm tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bãi rác hình thành tại khu đất công thuộc thôn Minh Khai do các doanh nghiệp hộ sản xuất trong thôn và cả các địa bàn lân cận đổ ra. Lượng rác hàng ngày đổ ra quá lớn, không được thu gom, xử lý nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cuộc sống của người dân trong khu vực. Rác thải của Minh Khai nó tồn đọng khoảng 20 năm trở lại đây, rất mong mỏi đề nghị các cấp quan tâm để xử lý triệt để về cái rác thải môi trường cho Minh Khai, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Một phần diện tích bãi rác thuộc cụm công nghiệp Minh Khai đã được khởi công xây dựng, nhưng hiện nay người dân vẫn chở rác ra đổ, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Tình trạng này cần được chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363089089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, chương trình nhận được câu hỏi của doanh nghiệp về nhiều lĩnh vực trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: trường hợp nào doanh nghiệp bị hủy tờ khai hải quan? Sau đây, đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên sẽ trả lời câu hỏi trên của quý doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất là tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan, như hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập, hoặc hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu
mà doanh nghiệp không xuất trình hồ sơ để kiểm tra, không xuất trình hàng hóa để kiểm tra thực tế hàng hóa, hoặc không đưa hàng vào địa điểm giám sát của cơ quan hải quan, hoặc tờ khai hải quan đã đăng ký hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai. Thứ hai là tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý kiểm tra chuyên ngành. Thứ ba là việc hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan, đề nghị các quý doanh nghiệp khi nghiên cứu kỹ những quy định nêu trên để thực hiện thủ tục hải quan cho đúng quy định. Quý doanh nghiệp cá nhân có những câu hỏi liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần các cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải đáp hay có những nội dung cần quảng bá, vui lòng liên hệ hoặc gửi tin nhắn về số điện thoại của chương trình là 0363 089 089. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật công nghệ mà thế giới ngày nay đã không còn khoảng cách, việc hợp tác kinh tế mang tính liên quốc gia và toàn cầu. Trong đó doanh nghiệp tại Việt Nam không chỉ cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với cả các doanh nghiệp nước ngoài. Giải pháp được mọi doanh nghiệp áp dụng đó là chuyển đổi công nghệ theo hướng tự động hóa để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Phóng sự phản ánh tại công ty cổ phần tập đoàn Merap trên địa bàn huyện Văn Giang. Trưởng thành từ công nhân lên vị trí quản đốc sản xuất, theo bản thân anh Quang, việc chuyển đổi công nghệ để tự động hóa trong sản xuất lúc ban đầu gây ra không ít khó khăn, thậm chí là khó chịu. Vì đòi hỏi, mỗi công nhân phải thay đổi từ học tập làm quen với các thao tác quy định mới. Mỗi người phụ trách một mắt xích công việc trong nhiều mắt xích của dây chuyền sản xuất, nên tính chuyên nghiệp, kỷ luật làm việc đòi hỏi cao hơn. Nhưng những khó khăn ban đầu cũng sớm qua đi, thành quả thu được là năng suất cao hơn, sản phẩm lỗi hỏng ở mức xác suất cho phép. Điều này tác động trực tiếp đến thu nhập trên ngày công lao động cao hơn trước. Sau khi đã làm quen được với việc chuyển đổi công nghệ, nhất là mình thấy trực tiếp rõ nhất là về việc tăng năng suất đối với sản xuất, đối với các thiết bị công nghệ cao. Lấy ví dụ như là một camera, một cảm biến, một cân kiểm tra loại sản phẩm lỗi thì thay thế cho một nhân sự kiểm soát bằng mắt thường. Hai là máy đóng hộp mới khi đưa vào vận hành thì năng suất tăng lên gấp rưỡi. Nhờ chủ động và sớm chuyển đổi công nghệ tự động hóa sản xuất, không chỉ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt với các đối thủ cùng lĩnh vực sản xuất dược phẩm, trang thiết bị y tế, mà công ty còn có sự tăng trưởng trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Ước doanh thu 10 tháng năm 2023 đạt 680 tỷ đồng, trong khi cả năm 2022 mới đạt 800 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của lao động đạt 16 triệu đồng một người trên tháng. Dịch Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là chất xúc tác để buộc doanh nghiệp phải tiếp tục có sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ tự động hóa hơn nữa nếu muốn đứng vững và phát triển mở rộng. Hiện nay tất cả các bộ phận sản xuất đều áp dụng phần mềm tự động để nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời triển khai hệ thống kết nối dữ liệu trung tâm IoT nhằm xây dựng dữ liệu Big Data là cơ sở để lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng báo cáo thống kê cũng như phục vụ cho việc ra quyết định nhanh và hiệu quả. 自動化テクノロジーの変革は私たちの働き方にさらなる自由を与え、Tôi cho rằng việc chuyển đổi công nghệ tự động hóa sẽ cho chúng ta nhiều tự do hơn trong cách làm và sẽ có ảnh hưởng rất tích cực. Thực tế do ảnh hưởng của Covid-19, sự chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và chúng tôi đã số hóa nhiều hoạt động của nhà máy. Chúng tôi có thể tổ chức những buổi họp hàng tuần với các thành viên ở Nhật Bản, nơi mà ở rất xa Việt Nam. Xu hướng công nghệ bao gồm IoT, robot, trí tuệ nhân tạo đang được chúng tôi hướng tới. Tự động hóa sản xuất giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân công để tối ưu chi phí và tinh giản quản lý, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng tự động hóa hiện nay không chỉ gói gọn trong sản xuất của doanh nghiệp mà dần được mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó có cả các đơn vị quản lý nhà nước. Chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những thông tin cần chia sẻ, quảng bá trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Xin cảm ơn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.